Fika xin chào các bác. Hôm nay Fika sẽ giới thiệu cho các bác hai dòng sản phẩm hot nhất bên Fika. Thứ nhất là con màn X600. Thì con X600 này hiện giờ đang có giá bán niêm yết bên Fika là 5,5 triệu. Thì ở chương trình xuân 2023 Fika sẽ giảm giá về còn lại là 4 triệu. Giá 4 triệu là mình sẽ được cái gì? Thứ nhất là được con màn rất là xịn sò ha. Con màn này về mặt gia công các thứ rất là ok, bảo hành đến 18 tháng 1 đổi 1. Đây, cái xịn ha, các bác có thể nhìn cái phần đít. Với những con màn hàng chính hãng hay là hàng fake, các bác cứ để ý phần đít của nó trước nha, cái phần mặt thì nó giống nhau lắm. Đó. Về tính năng thì con màn này cũng có là ra lệnh giọng nói, chia đôi màn hình các thứ. Thì khi khách lắp đặt ở Fika thì sẽ được là tặng dưỡng này, tặng cam nùi, tặng cam hành trình này, tặng thẻ nhớ này, và tặng thêm một cái nữa là cái YouTube Premium 1 năm bản quyền ha. Đấy, thì ngoài ra Fika sẽ giới thiệu một sản phẩm tiếp theo, đó là dòng sục đỉnh nhất phân khúc phổ thông, đó là con Blaubon. Con này đánh cực căng, bát cực căng. Giá thì hiện giờ đang cực kỳ ưu đãi, chỉ còn 3,5 triệu thôi, ba lắp đặt. Rồi ok nhé. Clip sau thì Fika sẽ gửi tới một đoạn test màn và tiếng sục của con Blaubon. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi mình nhé. Đây là màn Santec X600. Cái giao diện này hơi khác một xíu nha. Thật ra chỉ là đổi giao diện thôi. Đây, mình sẽ test thử và tính năng cho các bác coi nhá. Nhất là YouTube. Đấy, YouTube. Nghe tiếng sộp nhá. Tiếng sộp này Christian Nightmare Remix. Chúng ta giảm bớt ha. Chia đôi màn hình. Xin mời các bạn chia đôi màn hình các bác coi nhá. Chia đôi màn hình nhá. Anh mới cúp cả ha. Giờ tốt rồi. Chia đôi màn hình. Cái tính năng chia đôi màn hình và các bác có thể nghe được cái âm thanh của nó qua cam sụp mà lúc nãy mình giới thiệu ha, cực hay. Ok nhá. Các bác có nhu cầu có thể liên hệ với FK. Con sụp này hiện giờ đang giá là 3,5 triệu. Màn bao lắp đặt tặng, phone quà tặng luôn là 4 triệu. Cực hay. Mở to là tí nhé.